Xin mời quý vị các bạn thưởng thức chất âm của chiếc đài radio cassette Sony DVK560S nhé. Qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn, album Bông Cỏ May 1992 nhé. Chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im. Cánh dương đầu đường con khắc hàng tên, hoa leo phủ phàng đan kín, tim ve kêu nghe rơi buồn. Chờ đầu quân năm tới về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sớm thôi, cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây bạn cũ đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa vang trong nỗi niềm nhớ, có ai đi thương về trường xưa.